gì cũng được đúng không? Gì cũng tạm được, để coi cái nó đó, một người một người. Ừ. Vô túi rồi, móc túi đi, móc túi ra. Móc túi. Ừ, đó, kìa móc túi thiệt luôn kìa các bạn ơi. Ok, hello các bạn nha, lại là mình Toàn Vô đây. Hello. Ok mọi người, thì hôm nay mọi người tôi có một bạn kia anh chỉ tôi một cách kiếm cua dừa các bạn, mà tôi kiếm ra luôn các bạn. Nhưng mà trước khi vào cách kiếm cua dừa, mình sẽ trả kết quả mini game các bạn. Thì vô nha. Ok, bây giờ mình sẽ trả kết quả mini game cái video này các bạn. Thì mình đã đưa tên các bạn vào đây nè, mình chọn các bạn may mắn nhất nha các bạn. Đây 101 mình chọn nha. Thì nó đã lọc lại. Ok, chúc mừng bạn trăm võ các bạn. Bạn bước 1 hoàn thành nè, bước 2 để tên nè, bước 3 là để KD ha. Bước 4 các bạn là chúc anh một ngày vui vẻ ha, mong trúng rồi em trúng em, chúc mừng em nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái ID của bạn nè. Ok, thì mình đã nạp thành công cho bạn nha các bạn. Đây mình nạp thành công rồi nha. Rồi ok, thì bây giờ cái mini game của chúng ta ngày hôm nay các bạn thì cũng là như vậy các bạn. Thì để tham gia cái mini game này các bạn, bước 1 là phải like video nè, đăng ký kênh này, nhấn cái chuông các bạn. Bước 2 á là các bạn phải để lại cái ID của bạn. ID thì nằm đây nha. Đó, ID nằm đây nè, cộng với cái tên của bạn để mình kiểm tra coi chính xác không nha. Hello hello mọi người nha. Rồi mình sẽ cái đó là cái ba bước để tham gia cái mini game của bạn. Cái bước thứ ba là để mình chưa nói đúng không, bước thứ ba thì các bạn comment gì cũng được. Rồi cái phần thưởng ngày hôm nay thì cũng là cái gói thành viên bắt tức thì nha các bạn ơi. Nha. Thì ngày hôm qua thì có một bạn kia bạn chỉ tôi cách kiếm cua dừa các bạn. Thì bạn nói anh ơi anh qua cái ao này anh câu đi, anh câu khi nào mà lên được con cá nàng hai với lại con rùa mũi heo á thì bắt đầu đi kiếm vòng vòng là tỷ lệ nó ra cua dừa nó sẽ cao hơn. Thì tôi cũng bán tính bánh nghi mọi người, thì sau đó tôi cũng làm thử. Thì trước tiên thì tôi chỉ cho bạn câu hai con cá này nha. Thì đầu tiên á mấy bạn câu con cá nặng hai thì cá bóng ba, cái này bóng ba ban ngày nha, ban ngày bóng ba. Còn con rùa mũi heo á hiện tại là bóng hai và ban đêm tại cái ao này các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ câu lên cho các bạn câu nha nè. Sau khi mà tôi câu được rùa mũi lận các bạn, thì tôi qua bên đây tôi chạy được tôi gặp con cua dừa thiệt các bạn ơi. Wow, tôi không tin được là chuyện có thật luôn hả. Cái con này là cái con thứ hai mọi người, con thứ hai con dừa thứ hai mà tôi bắt được rồi. Mà con kia hồi nãy tôi không quay được các bạn, một lát tôi cho các bạn xem luôn nha. Thì tôi để tôi tập trung tôi bắt con này các bạn, lâu lắm mới bắt không biết cảm giác như sao á. Mấy ông kia bảo cua nhựa kìa, không biết tôi lừa mọi người nó xạo ý là tưởng tôi bóc phét á. Bình thường tôi cũng bắt được mà, tại vì mấy ông sao ấy chứ. Ha ha, nè ông quậy tôi mọi người, ông phá tôi kìa. Ra ngoài ông cua nó mất tiêu rồi trời. Đúng rồi. Kìa. Lâu lắm, dữ lắm luôn mới gặp cua dừa các bạn. Thì tôi nghĩ gần đây có nhiều bạn cũng khoe cua dừa nhiều lắm nha. Mình nghĩ là cái tỷ lệ mà cua dừa nó tăng lên, nó đã xuất hiện lên, đã tăng cao lên các bạn. Thì mấy bạn nào mà có ý định mà săn cua dừa thì ngay từ bây giờ đi săn đi nha, để về bữa nó fit tỷ lệ rồi các bạn. Đó, bà nó bò anh kia kìa. Thôi nó bò qua đây lại rồi nè, nó bò qua đây lại, sao nó cứ nằm nằm trong cái gốc cây này hoài mọi người. Cảm giác nó khó bắt sao sao á nha. Đây tôi bắt thử mọi người. Ôi lắm. Ui, lên cua dừa rồi mọi người ơi. Mời đẹp 143mm hả? Vậy là thấp hơn con trước của tôi rồi. Trời ơi, ghê chưa. Nè, mấy ông này coi nè. Mấy ông đó tôi bốc phét nè, mấy ông tôi xạo hả? À đồ liền cái gì. Đây, vừa mấy ông xem nha. À đây, thấy cua dừa chưa? Thấy lụm chưa? Thấy ghê chưa? Còn nó tôi bốc phét nữa không? Ok mọi người, bây giờ tôi mới bắt được con cua dừa mọi người. Tôi qua bên cabin qua chỗ này nè, tôi giả bộ cho mấy bạn kia coi mấy bạn kia có bắt cua dừa trong cabin không nha. Nè, đây cái chỗ này nè các bạn, cái chỗ này nè. Gì cũng được đúng không? Gì cũng tạm được. Để coi cái đó, một người. Ừ. Thằng lại cái đó nè. Rồi vô túi rồi đó. Vô túi rồi, móc túi ra. Móc túi. Ừ, kìa móc túi thiệt luôn kìa các bạn ơi. Cái gì vậy trời, con móc túi thiệt luôn kìa. Lộ tên kìa, ok à. Người ta giới bộ tôi mọi người, ta cho tôi. Bây giờ cho anh cua dừa lộ đúng không? Bây giờ tôi có trò này cho anh cũng hay lắm các bạn. Đây tôi cho các bạn xem nha. Thì các bạn cũng cứ chạy vô đây nha. Rồi khi các bạn vô đây các bạn xuống nước đúng không? Các bạn xuống dưới nước. Ê có con ma vàng kìa. Ôi. Thôi mà thôi đi mọi người, sẵn tôi làm cái này cho các bạn xem nha. Đây đó các bạn mở một chiếc thuyền lên, các bạn chạy trên bờ luôn. Đó, nè lại hù người ta nè. Chơi trò này cũng hay lắm các bạn. Để coi ông này bắt con gì ta? Gì vậy? Đây, mình có thể chạy vòng vòng đi cho mấy bạn khác nè. Đó, nè cho mấy ông này nè. Hello. Hello Ashinomoto. Ủa? Không, mấy ông kia thấy tôi chạy chiếc thuyền quá rồi, mấy ông tôi bị lát á. Mà ra là tôi chạy thuyền thiệt nha. Ủa quá trời luôn kìa. Có bạn này đi liền. Ơi,
Ồ, gớt rồi mọi người. Thì các bạn chạy nếu mà ra ngoài cái phạm vi á là sẽ gớt xuống. Nhưng mà nó gớt xuống á thì thực chất là mấy bạn thấy đang rơi như thế này thôi. Chứ đây tôi cho các bạn xem góc nhìn bên này nha. Góc nhìn bên này thì người ta sẽ thấy các bạn đang bay, đang thấy chiếc xe đang bay trong cabin. Các bạn ôi, chiếc tàu đang bay chứ mà chiếc xe. Đây, đây là góc nhìn của người ta nè các bạn. Thì người ta sẽ thấy các bạn đang bay trên cái cửa chỗ cabin á. Chứ không phải là các bạn đang bơi ở dưới nha. Ghê về shop kìa, thấy ghê chưa? Đó, nói chung là cái này nó khá độc lạ. Các bạn có thể khách đi cho bạn bè hoặc là rủ bạn bè đi chơi nè. Hay là lấy thuyền 2 người, 4 người gì đó đi chơi cùng các bạn cũng được mà, đúng không? Ok ha. Ok, sẵn dịp bắt con ma vàng các bạn thì mình chia sẻ các bạn luôn. Thì sắp tới có cuộc thi bắt ma các bạn. Bắt ma đó thì theo mình thấy nha, theo mình đoán thì chắc có thể nếu mà bạn bắt cua con ma trắng á, con ma nhỏ ma trắng á, thì có thể nó là 1 điểm. Còn con ma vàng này có thể nó đẩy lên khoảng 5 điểm các bạn. Thì cái cuộc thi của mình sắp tới là chắc bắt đầu từ ngày 27 các bạn ơi. Ủa 29 chứ, ngày 29 bắt đầu nha. Đó, bây giờ các bạn cứ chuẩn bị tinh thần tập bắt ma trước đi nha. Hoặc là đi đến những cái địa điểm nào mình cảm thấy ma nó ra nhiều á, cứ mình chú ý là mai mốt mình lại đó mình bắt nha các bạn. Ok, thì đó là cái mẹo mình đã chia sẻ cho bạn bắt con cua dừa các bạn. Nhưng mà ở đây mình gặp con mập địch nè các bạn ơi. Thì cua dừa hiện tại là mình bắt được 2 con các bạn. Thì một lát nữa mình bắt mập địch xong các bạn cho các bạn xem con 2 con cua dừa của mình nha. Bắt được thiệt chứ không phải là giỡn nha các bạn. Đây mình bắt con mập địch cái đã. Lại con Quỳnh Anh nó qua kìa mọi người. Nè xem nè con Quỳnh Anh. Trời ơi. Đau thấy sao? Thấy ghê không? Rồi tôi cho các bạn xem hai con cua dừa tôi có nha các bạn. Đây. Đó mình có 2 cua dừa, một con 44, 144 chứ một con 143 các bạn. Ngon nha, ra đỉnh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đến tiết mục lên TV cũng như là ký tường hay là chơi trò chơi kết bạn với các bạn trong nhà nha. Rồi let's go. Ok, hello các bạn, quay trở lại với nhà của mình các bạn. Thì hôm nay mình lại lên TV các bạn ơi. Vô. Thì hôm nay mình đổi nhà các bạn, nhà bên kia thì mình đổi nhà khác rồi nhưng mà chưa kịp xây nó, ok, sử dụng nhà này đỡ nha. Rồi vô nha, review nhà nè, ổ lộn. Đi lên TV nè, cái gì mà review nhà trời, nhầm. Rồi mình đi từ bên đây qua trước đi ha mọi người ha. Chào bạn GG, bạn chào bạn team GG nha, bạn Quỳnh. Quỳnh Anh nè ha, bạn Sunny nè, bạn Viên Bi nè, bạn Wi-Fi Fi nè. Oh yeah, là cái gì vậy? Ma đây sợ không anh toàn thúi hả? Giống như trang anh luôn em. Nhưng ấy mà em là nam sao mặc cái váy gì em? Mình đổi cái quần giống anh nè, nó cái quần giống anh, quần cục nha, nhìn cũng được á. Gì gọi vậy? Khoan kim quân đỏ chịu rồi anh có không anh tưởng gì? Con đó có hết em ơi, con đó phải có nha. Ký em lát ký nha em, bây giờ đang đọc tên GB không có tới không có ký nha. Lát đọc xong mình mới ký mọi người. Bạn Ami ha, bạn Tom Hi Hi Play nè, bạn 2012 nè đó. Bạn chăm mà lay cầm con Jun Đắc nè mọi người. Jun Đắc em Jun biết Jun buồn lắm á. Chào đại pháp sư hả? Giữ gì sao? Báo không anh đi em ơi. Gì đây? Uống trà không anh? Ngon bổ dưỡng thơm ngon mời anh uống hả? Không em ơi, anh không uống trà nha, anh uống khác rồi. Không. Không có uống. Rồi bạn cá sấu chích đuối nè, bữa nay không làm cá sấu nữa hả? Đặt tên chi mà cá sấu chích đuối, bây giờ phải mặc đồ chính nước cá sấu mới được. Xui nha. Cô bé quá cute, dữ vậy sao, tóc với mái tóc đỏ ha, mắt đỏ, kim cương đỏ luôn ha, ghê, phù thủy tối thượng rồi ha. Gina nè, Gina áo trắng kim cương trắng nè, bạn Nguyên Bi Phi Phai hoài luôn ta. Ma xấu gì đây, chưa kịp đọc luôn á. Hello Hịnh VIP nha, Quỳnh Anh nè, ủa xanh đi hoài nha em. Ủa sao mấy ông này hoài ta, rồi qua đây nha, không có em ơi, không có. Bạn Thảo nè, bạn Choi nè, bạn Palace đẹp trai nè, vô tay tôi ngủ nè mọi người. Bạn Kem lạnh Việt Nam. Bạn Raco, bạn cô giáo uống VIP hả. Bạn Phương Trang, ba mẹ con được lên TV, bữa nào rảnh like lắc không đi anh toàn hả. Rồi ok em ơi, kẹo đó mà, kẹo đó 20 mới được nha. 20 mới được, em có kẹo là có 20 mới được. Rồi bên đây Hân nè, Hân cháy phố ha, với lại cá cơm, rồi ok. Ngô Quốc Bảo, ma đây xả chưa Stacy nè ha, bạn UAK nè ha, ba mẹ con được lên TV là đúng rồi, đang lên TV luôn á con. Hello Bảo Anh nha, hello Tùng Đẹp Sai nha, Tu FC Lâm nè, chúc toàn vô luôn một ngày vui vẻ ha, cảm ơn em mấy yêu à. Rồi cái đẹp đó gì đây, cái hội pháp sư của tôi đây sao, hội pháp sư gì? Chat nhiều quá không đọc được luôn á, không có đọc được kịp luôn mọi người. Chèo toàn vô lô ha. Hello, tôi là trưởng hội pháp sư mà, tôi là đại ca mà.
Đây thì học pháp sư là mọi người nhìn đẹp dữ vậy ta. Ồ, nhìn con này đẹp dữ chưa? Ủa trên mặt nó có trái dâu luôn nè. Cái gì ghê vậy? Wow wow wow, hello các bạn nha. Hello Nhật nè, hello Hakmi nè. Hello VN gì nè, hello Hane, hello Buin, hello KRM nha. Hello các bạn học pháp sư nha, hello. Rồi qua bên này nha mọi người, qua bên này là bạn Vũ Bi. Vũ Bin Quang nè, EPP ha, Mon nè, Ngân Play, Vô Trần Nhi, Chun Wu He, Vô Trần Nhi 2K, hai võ Trần Nhi 2K, giữ gì ta, Ma Sói 12cm, ganh tị hồng em, thấy ghê, Bò Kho, Pha Ke, Bò Kho, Bò Kho là gì trời, Baby dễ thương, Bắp, Baby Bắp dễ thương hả? Ừ, hello bạn nha, hello Linh Mập nha. Rồi đây gì đây, mẹ chăm con à, gà đẻ trứng à. Cái gì vậy trời, ngạt 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 con dịch cái kia quạt 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 em ơi. Cái gì vậy ta, chú già gì vậy. Ê, nó nghe là hai đứa, có hai đứa thôi mà đẻ ra ba đứa vậy ha. Cho anh đó, thôi. Nhà mình nên tao ăn không nổi rồi, còn nuôi lánh thì ba con báo này gì làm gì trời. Hết nuôi nổi rồi thôi, dẹp máng đi. Không có ăn hộp vịt lộn đi chứ lúc đầu ăn vịt lộn là ngon rồi, bây giờ ra đã cho tôi, tôi nuôi nổi. Thôi nha, tự xử đi, ăn nhiều quá ai mượn, ai mượn đẻ tới ba đứa rồi, đẻ hai đứa được, đẻ tới ba đứa luôn, chịu rồi chứ biết sao vậy. Toàn nhân phẩm kém hả, đem cho bớ đem bán đi em ơi, bán chắc được cũng được ít tiền á nha. Rồi bạn bạn nát cute ha. Rồi tiếp theo nè, bạn Xí Đổ Tên nè, bạn Boy GM nè, bạn Huy Sát nè ha, bạn Duy Phúc nè, bạn Rai nè ha, bạn mấy bạn team GM nè, ở lộn team GG chứ, hello các bạn nhiều nha. Rồi ok các bạn, thì chương trình lên TV của mình đến đây các bạn. Ok thì clip này mình đã chỉ cho bạn cái mẹo để bắt cua dừa, bạn đã áp dụng được thì bạn cho mình một like và đăng ký kênh các bạn nha. Ờ quên nữa, mình nhớ vào nhà mình lúc 13 giờ để mình lên TV nè, ký tường cũng như kết bạn chơi trò chơi kết bạn nhé bạn. Giờ thì hẹn gặp lại các bạn clip sau nha, bye bye. Nhớ tham gia mini game mọi người, bye bye.